Ok, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay mình quay trở ra cái cung đường này, nào cái cung đường đẹp nhất của cái thành phố London này nhé. Thì đây là một trong những cái khu vực mua sắm sầm uất nhất của thành phố cũng như là của cái châu Âu này nhé. Cái lượng người cũng như là lượng khách du lịch đến đây cũng rất là đông nhé. Hiện tại bây giờ thì đã được lên thắp rất là nhiều đèn này nhé, để nó phục vụ lễ Noel cũng như là phục vụ khách du lịch rất đông. Mọi người, hiện tại bây giờ nó đã là tối rồi nhưng mà cái lượng người ở đây vẫn là rất là nhiều nhé. Cái cung đường này thì người ta bán rất là nhiều những mặt hàng nhé, rất là nhiều đồ mặt hàng xa xỉ như là rất là đẹp. Đây là cung đường này là hàng Samsung nhé. Cái khu vực này là hiện tại bây giờ thì nó đang là giữa tháng 11 nhé. Còn nếu mà đến cuối sang đầu tháng 12 thì cái khu vực đường này thì nó đông kín lại nhé. Và cái lượng người như này là mình không thể đi nổi nhé, đi rất là chậm nhé. Còn hiện tại bây giờ mới đang là giữa tháng 11 thôi thì cái lượng người ra đây cũng đã rất là đông rồi. Và cái những cái đèn đường này người ta đã lên rồi nhé. Cái cung đường này được mệnh danh là một trong những cái cung đường mà trên cái thành phố London này không có cung đường nào nó có thể đẹp hơn được nhé. Với cái lượng người cũng như là lượng những cái mặt hàng của cái cung đường này để người ta đi ra đây người ta mua sắm hết. Đây chỉ là một đoạn đường thôi, còn rất là nhiều. Đoạn đường này rất là dài, nó kéo dài khoảng có tầm 2 km nhé. Đây này, đây là một cái cửa hàng điện thoại này, là máy ảnh điện thoại. Mình đi hẳn ra giữa đường này mình quay cho mọi người xem nhé. Đi hết cái cung đường này để cho mọi người xem nhé. Đây là những cái ngôi nhà này thì cũng khá cổ rồi nhưng mà rất là đẹp. Cái lượng người như mình tham khảo thì cái lượng người mà để đổ dồn vào cái cung đường này để mua sắm trong một năm nếu không có dịch nó có thể lên đến 200 triệu người nhé. Đây là một trong những cái khu vực mà mua sắm rất là nhiều mặt hàng xa xỉ. Mình sẽ đi ở giữa đường này thì khác người và mọi người xem nhé.
đây mới chỉ là một đoạn đường thôi nhé, còn những cái cung đường còn đẹp hơn nữa ở phía dưới này nhé, phía dưới này đẹp hơn nhiều. Đấy, rất là nhiều người ra đây không những đi mua sắm mà còn chụp hình. Đây, đèn. Mình đi ra giữa đường này chưa bị gấm quài cái nào. Hiện tại bên này như bọn mình vẫn còn dịch nhé, nhưng mà cái lượng người này hầu như là ở đây người ta cũng không còn sợ nữa rồi. Đây là đa số là hầu như là mọi người rất là ít người đeo khẩu trang. Thường thì mình thấy những người châu Á, châu Á bên này là đeo khẩu trang. Wow, quá đẹp luôn đấy. Thường đến năm nào mình cũng ra đây nhé. Thực sự là ra đây thì đối với bản thân mình thì chắc chẳng muốn về thôi. Ở khu vực này nó đẹp lắm, rất là nhiều người ra đây mua sắm cũng như là đi chơi.